Làm gì để trong suốt 4 năm đại học của các bạn không bị uổng phí? Đây là một câu hỏi mà các bạn sinh viên năm nhất và các bạn sắp bước lên đại học đặt câu hỏi cho Phúc. Thật ra thì ngày xưa bản thân Phúc cũng đã từng đặt cho mình một cái câu hỏi là trong suốt 4 năm đại học mình sẽ làm gì để nó có ích và sau này mình sẽ không hối tiếc. Thì dựa vào cái kinh nghiệm của Phúc và những gì mà Phúc đã trải qua thì ngày hôm nay Phúc sẽ làm cái vlog này để chia sẻ lại cho mọi người. Và mọi người có thể xem đó giống như là một cái kinh nghiệm. Mọi người cảm thấy hay thì mọi người tiếp nhận, đón tiếp và tiếp thu vào. Còn nếu mà mọi người cảm thấy là nó không phù hợp với mọi người thì nghe cho vui thôi cũng được. Và trước khi bước vào cái nội dung chính đó thì hy vọng rằng mọi người sẽ nhấn like, subscribe để giúp kênh ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ là thời gian dành cho intro. Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Để trả lời cái câu hỏi đó thì mình sẽ kể lại trong suốt 4 năm đại học mình đã làm gì để nó có ý nghĩa hơn. Các bạn có biết không, hoàn cảnh gia đình của mình không phải là quá khá giả và giàu có, cho nên trước khi mà mình nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh á, thì điều đầu tiên mà mình làm á, là mình đã chuẩn bị cho mình một cái chỗ ở miễn phí hoàn toàn luôn các bạn. Bên cạnh đó là mình dùng cái số điểm mà mình thi vào năm đó để mình apply vào những cái học bổng để người ta có sự giúp đỡ mình trong quá trình đó. Và sau đó là mình tìm kiếm một cái công việc nhất định. Mình tìm kiếm một cái công việc gọi là phục vụ vào ban đêm thôi. Mình tìm kiếm sẵn đó để khi mà mình bắt đầu học đại học đó, thì mình có thể làm được liền. Thì khi vào học đại học đó, năm nhất các bạn sẽ nghĩ rằng là thôi, mới lên năm nhất mà chơi bời tí xíu cũng được, rồi năm 2, năm 3, năm 4 rồi mình học cũng được. Nhưng mà sai lầm các bạn ạ. Bởi vì sao không? Bởi vì mỗi năm nó sẽ có cái mức độ học nó tăng dần lên, cái độ khó tăng dần lên. Và khi mà các bạn đã bỏ đi những cái kiến thức của năm nhất á, thì qua năm 2 của các bạn sẽ bị hỏng đi, ảnh hưởng đến một cái dây chuyền phía sau luôn. Cái lời khuyên mà mình nghĩ là các bạn khi mà lên đại học á, thì các bạn phải học trước cái đã. Nhưng mà đừng có cố quá, mình phải tập trung vào cái việc học của mình, bởi vì cái đó là cái đầu tiên. Khi mà lên đại học á, thì sẽ có rất là nhiều cái hoạt động xung quanh, những cái chương trình thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc là những chương trình hội trại. Rất là nhiều hoạt động xung quanh những cái giải đấu gì đó. Thì nếu như mà nằm trong khả năng của các bạn thì các bạn cứ tham gia đi. Tham gia cái đó để giúp con người của mình nó năng động hơn, nó tự tin hơn. Bên cạnh đó có những cái tổ chức ví dụ như đoàn hội gì đó, và các bạn cảm thấy là các bạn nên tham gia thì các bạn tham gia vào. Hoặc là các bạn tham gia vào các đội nhóm câu lạc bộ cũng được. Cái đó cũng là một cách để mà các bạn rèn luyện. Nhiều bạn bảo rằng là tham gia mấy cái đó là nó vô bổ, nó không có giúp ích được gì cho các bạn. Nhưng không phải đâu các bạn, nó sẽ bổ cho các bạn rất là nhiều thứ. Thứ nhất là nó sẽ làm cho bạn có thêm những cái mối quan hệ xung quanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn tự tin nè, bạn bản lĩnh nè, bạn có thêm những cái trải nghiệm của mình trong cái khoảng thời gian mà mình học. Đừng bao giờ chăm chú vào học hoàn toàn mà không quan tâm đến những cái việc khác. Đồng ý là sẽ có những cái trường hợp mà các bạn có hoàn cảnh khó khăn đi, các bạn sẽ không có nhiều thời gian để mà các bạn vui chơi, giải trí hoặc là tham gia các hoạt động. Nhưng mà các bạn ạ, mình phải cân bằng lại, mình cân bằng việc học của mình nè, việc làm thêm nè, và tham gia những hoạt động ngoại khóa. Bởi vì bất kỳ một cái trường đại học nào hiện nay á, nó đều có một cái tiêu chí là chấm điểm rèn luyện. Thì cái điểm rèn luyện nó giống như một nỗi ám ảnh của sinh viên vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái mà các bạn khác nhận định thôi. Còn với mình á, là điểm rèn luyện nó rất là dễ kiếm. Nó dễ kiếm thông qua những cái việc mà bạn tham gia những cái cuộc thi học thuật trong trường. Hãy dành thời gian để làm những cái điều đó. Bởi vì thông qua những cái hoạt động đó, nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều kỹ năng. Ví dụ như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập nè, kỹ năng thuyết trình nè. Thậm chí là các bạn có thêm những cái lượng kiến thức từ những cái cuộc thi học thuật, thêm những cái niềm vui trong những cái hoạt động văn hóa thể thao, và có thêm rất là nhiều bạn bè xung quanh. Sau này các bạn sẽ sử dụng những mối quan hệ đó được. Và hãy mở rộng những mối quan hệ xung quanh của mình ngay từ khi bước chân vào giảng đường. Hãy quan tâm đến những bạn mà ngồi kế bên mình, hãy làm quen những bạn trong lớp mình, tìm hiểu về các bạn đó để xem là mình có thể chơi cùng bạn đó hay không. Nếu không chơi cùng thì chúng ta giữ mối quan hệ ở mức xã giao. Còn những bạn nào mà chúng ta có thể thân được, vui chơi, giải trí được thì các bạn thể hiện lòng mình nhiều hơn, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn, thì các bạn sẽ có những cái mối quan hệ rất là tốt đẹp trong tương lai. Thêm cái nữa là trong quá trình học của các bạn nên vạch ra cho mình một cái lộ trình, một cái đích đến của các bạn. Các bạn phải suy nghĩ cái đích đến của bạn là gì, các bạn học xong các bạn sẽ làm nghề gì, để mà các bạn có những cái bước chuẩn bị trong suốt 4 năm đại học đó. Học thì cũng học rồi nè, vui chơi thì cũng có vui chơi rồi, vậy thì phải có mục đích. Thì các bạn nghĩ là trong tương lai các bạn sẽ trở thành luật sư, kiểm sát viên hay là bất kỳ một cái ngành nghề nào đó, thì các bạn phải vẽ cho mình lộ trình là mình cần phải hoàn thiện những cái gì, cần phải có những văn bằng chứng chỉ gì, cần phải có những cái kiến thức gì, cần phải có những cái kỹ năng gì để phục vụ cho cái mục đích đó, để đạt được mục đích đó trong tương lai. Tiếp theo, vấn đề thứ tư mà để không uổng phí trong 4 năm đại học, đó là các bạn phải không ngừng trau dồi bản thân của mình lên, trau dồi kiến thức và trau dồi trình độ ngoại ngữ.
Có thể các bạn không thích học tiếng Anh, nhưng các bạn có thể học bất kỳ một ngôn ngữ nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì những ngôn ngữ đó trong tương lai sẽ là một cái công cụ để giúp cho bạn được làm việc, giúp cho bạn có nhiều cơ hội hơn, rộng mở hơn. Rất là nhiều bạn đã phải bỏ rất là nhiều cơ hội bởi vì cái trình độ tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ của mình kém. Và không thể phủ nhận rằng hiện nay tiếng Anh vẫn đang là một cái ngôn ngữ rất là hot và bắt buộc các bạn phải học. Nhưng mà có những bạn á, người ta không thích học tiếng Anh thì các bạn có thể học tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Hàn chẳng hạn. Đó, bạn tiếng Nhật cũng được luôn. Nói chung là đại khái là bạn thích ngôn ngữ nào thì bạn cứ học ngôn ngữ đó. Nhưng mà phải quan tâm đến câu chuyện là ngôn ngữ đó nó có thể tận dụng cho cái nghề nghiệp của bạn mà các bạn đã định hướng ngay từ ban đầu chưa. Các bạn sẽ trải qua, trong 4 năm đại học các bạn sẽ trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi mà bước chân lên các bạn sẽ cảm thấy là rất bỡ ngỡ, chưa làm quen với bạn mới, cảm thấy buồn tủi khi mà sống ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà không sao hết các bạn. Dần dần thời gian trôi qua đi, các bạn sẽ phải quen với những điều đó, các bạn phải tập quen với những điều mới, các bạn sẽ phải đón chào những cái điều mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tiếp nhận. Bên cạnh những cái điều mà tích cực thì các bạn còn phải gặp những cái điều tiêu cực nữa, gặp những người mà chúng ta không hợp ý, gặp những cái cuộc cãi vã, hoặc đơn giản hơn là các bạn có thêm một cái tình yêu mới. Thì lúc này yêu thì cứ yêu thôi, nhưng phải giữ cho mình lại những điều cần thiết nhất nha các bạn, nhất là mấy bạn nữ đó, phải biết giữ mình. Một cái lưu ý nữa để cho 4 năm đại học của các bạn không bị nhàm chán, đó là nếu khi có thời gian rảnh thì các bạn nên tổ chức một cái chuyến đi gì đó với hội bạn thân của các bạn, đi đến những nơi để khám phá những địa điểm mới rồi cùng nhau selfie, chụp hình, ghi lại những hình ảnh đẹp đó, để sau này khi mà ra trường rồi á, các bạn sẽ có một album kỷ niệm. Khi nhìn lại mình cảm thấy là hào hứng, hứng khởi khi mà mình đã có một cái tình bạn đẹp như vậy, có những mối quan hệ rất là đẹp, và có những cái chuyến đi rất là hay. Trong suốt 4 năm đại học của mình á, mình đi rất là nhiều chuyến đi, có những chuyến đi đi với hội nhóm nè, có những chuyến đi đi với bạn bè, có những chuyến đi đi với người yêu, đi rất là nhiều địa điểm, từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, đó, Phan Rang, các kiểu. Nói chung là mình cứ có thời gian và có tiền bạc thì các bạn cứ đi vui chơi và giải trí. Mình nên thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ trong suốt quá trình mình học tập. Nói chung đại khái là trong 4 năm đại học của các bạn thì các bạn nên tận dụng hết. Vui chơi có luôn, giải trí có, học tập có, rồi mở rộng thêm những mối quan hệ cũng có. Những cái nên tiếp xúc với những công ty, doanh nghiệp hoặc là cơ quan nhà nước mà các bạn mong muốn vào trong tương lai để có thêm những cái kinh nghiệm, kiến thức từ những người đi trước. Có thể là các bạn sẽ bỏ ra rất là nhiều thời gian trong suốt quá trình học và làm cho các bạn áp lực, nhưng mà về tương lai nó sẽ bổ trợ cho các bạn rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn sinh viên nào mà đang gặp khó khăn về những vấn đề về tâm sinh lý, tình cảm và những cái vấn đề thắc mắc trong quá trình học á, các bạn hãy DM cho mình hoặc là comment dưới đây. Với kinh nghiệm một người đã từng học xong ra trường và cảm thấy rất là thoải mái thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn để các bạn có thể hình dung được và vượt qua nó. Sau cùng chúc các bạn sẽ có 4 năm đại học thật là vui vẻ và ý nghĩa. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Trời đất ơi, đi lính làm gì đi chơi mà đăng ký tập thể? Không có đứa nào đi đâu hết á. Phải ở đây với tao. Bà ơi, tụi con không thể nào mà sống ấm êm trong khi đất nước mà kia chỉ còn chiến tranh quá à.